sau hơn một tháng của đợt cao điểm chấn áp các loại tội phạm, tình hình tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm so với tháng trước. Đây là khẳng định của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong một tháng qua, tội phạm hình sự ở Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm hơn 100 vụ so với một tháng trước. Trong đó, cướp tài sản xảy ra 41 vụ, giảm 31 vụ; cướp giật tài sản xảy ra 118 vụ, giảm 14 vụ. Qua điều tra truy xét, 98 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá, bắt 239 tên, truy bắt 44 tên có lệnh truy nã. Bên cạnh đó, 187 vụ buôn bán ma túy đã bị khám phá, bắt 356 tên, thu giữ trên 6 kg heroin và ma túy tổng hợp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh cần triển khai liên tục mạnh mẽ đánh trúng vào các nhóm tội phạm, nhất là loại tội phạm có băng nhóm, tội phạm về ma túy ở vùng giáp ranh và ở các trụ điểm vui chơi giải trí trá hình. Bên cạnh đó, cần đề cao vai trò của cá nhân theo phương châm ở đâu có tội phạm, chủ tịch, bí thư và trưởng công an phải chịu trách nhiệm.